Vâng, nên nó sót trong lô hàng có một cục dàn Kenmi các bạn, cục dàn Kenmi. Cục dàn Kenmi này có dàn EQUAL này, có thể phát nhạc Bluetooth này, có USB này, có thể cắm thẻ nhớ luôn này, có cổng mic. Ngoài ra nó đang chạy công suất, em sẽ đánh công suất nó với lại đôi tai noise DC1. Đôi DC1 này thì báo cáo các bác là không có đâu ạ, không có hàng đâu. 9 triệu 9 ạ. Các bác cứ search lên kênh mà tìm hiểu. 9 triệu 9. Sau đây em sẽ đánh chiếc âm ly Kenmi cho các bác. Đánh phát qua Bluetooth luôn. Để cho bác 1 triệu 3 nhé. Giá quá bèo, đây là volume to nhỏ, đây chỉnh bát tép. Ngoài ra nó hình như nó có khiển, có khiển đây. Có cái điều khiển luôn ạ. Có khiển chỉnh EQ này, to nhỏ này, nick qua bài này, model. Tóm lại có khiển luôn đây. 1 triệu 3 chiếc đầu này nhé, cho bác nhé. Đấy. Con này về các bác cứ cấy loa và đánh phang cho em thoải mái. Em đánh tôi DC1 thì các bác biết là nó công suất nó cũng khá là khỏe, cực kỳ khỏe. Mời các bác nhé. Em sẽ phát nó đây. Em sẽ phát nó từ điện thoại, bắt Bluetooth vào đây luôn. Con này có chức năng này, Bluetooth này, SD, mic các thứ này, bài nick, bài tua to nhỏ, chỉnh bát tép luôn. Và cực kỳ đẹp luôn, được chưa? Mức giá thì báo rồi, 1 triệu 3 một chiếc. Có 1 triệu 3 thôi. Nếu bác nào nhanh tay thì lấy, không hết. Mời các bác nhé. Em Tuấn Tết này, bác nào nhanh tay thì gặp nó. Đấy, em đang đánh riêng với đôi DC1. Nó phang luôn các bạn, được chưa? Này, em test không dây từ điện thoại vào. Các bác chú ý hộ em là nhiều bác cứ nhắc bảo muốn chuyển bài nó dính bản quyền. Đây, to nhỏ ở đây luôn ạ. Đây. Bé đây. Đấy. Cho to nhỏ tại đây luôn được nhé. To nhỏ tại đây được. Có cột đèn nước rất là đẹp luôn các nhé. Triệu ba thôi nhá. Này em nó đấu dây này, đánh luôn là dùng điều khiển em tắt nhé, được chưa? Tắt luôn, ok chị ạ. Chiếc đầu Kenmi này mức giá 1 triệu 3, nào nhanh thì lấy nhá, nhanh nhanh tay được kịp. Nhiều bác thì bảo năm mới vừa đang đã mất, các bác nhìn xem số lượng người nào xem nó khác rồi đấy nhá. Chiếc đầu Kenmi 1 triệu 3 các bạn, 1 triệu 3. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Em Tuấn cảm ơn, đánh quá hay luôn.
Chào các bác. Vâng, nên nó sót trong lô hàng có một cục dàn Kenmi các bạn, cục dàn Kenmi. Cục dàn Kenmi này có dàn EQUAL này, có thể phát nhạc Bluetooth này, có USB này, có thể cắm thẻ nhớ luôn này, có cổng mic. Ngoài ra nó đang chạy công suất, em sẽ đánh công suất nó với lại đôi tân noise DC1. Đôi DC1 này thì báo cáo các bác là không có đâu ạ, không có hàng đâu. 9 triệu 9 ạ. Các bác cứ search lên kênh mà tìm hiểu. 9 triệu 9. Sau đây em sẽ đánh chiếc âm ly Kenmi cho các bác. Đánh phát qua Bluetooth luôn. Để cho bác 1 triệu 3 nhé. Giá có bèo, đây là volume to nhỏ, đây chỉnh bát tép. Ngoài ra nó hình như nó có khiển, có khiển đây. Có cái điều khiển luôn ạ. Có khiển chỉnh EQ này, to nhỏ này, nick qua bài này, model. Tóm lại có khiển luôn đây. 1 triệu 3 chiếc đầu này nhé, cho bác nhé. Đấy. Con này về các bác cứ cấy loa vào mà quánh phang cho em thoải mái. Em nói đánh tôi DC1 thì các bác biết là nó công suất nó cũng khá là khỏe, cực kỳ khỏe. Mời các bác nhé. Em sẽ phát nó đây. Em sẽ phát nó từ điện thoại, bắt Bluetooth vào đây luôn. Con này có chức năng này, Bluetooth này, SD, mic các thứ này, bài neck, bài tua to nhỏ, chỉnh bát tép luôn. Và cực kỳ đẹp luôn, được chưa? Mức giá thì báo rồi, 1 triệu 3 một chiếc. Có 1 triệu 3 thôi. Nếu bác nào nhanh tay thì lấy, không hết. Mời các bác nha. Em Tuấn Tết này, bác nào nhanh tay thì gặp nó. Đấy, em đang đánh riêng với đôi DC1. Nó phang luôn các bạn, được chưa? Này, em test không dây từ điện thoại vào. Các bác chú ý hộ em là nhiều bác cứ nhắc vào muốn chuyển bài nó dính bản quyền. Đây, to nhỏ ở đây luôn ạ. Đây. Bé đây. Đấy. Cho to nhỏ tại đây luôn được nhé. To nhỏ tại đây được. Có cột đèn nước rất là đẹp luôn các nhé. Một triệu ba các bác nhá. Đây em đang đấu dây này, đánh luôn là dùng điều khiển em tắt nhá, được chưa? Tắt luôn, ok chị ạ. Chiếc đầu Kenmi này mức giá 1 triệu 3, là nhanh thì lấy nhá, nhanh nhanh tay được kịp. Nhiều bác thì bảo năm mới vừa đang đã mất, các bác nhìn xem số lượng người nào xem nó khác rồi đấy nhá. Chiếc đầu Kenmi 1 triệu 3 các bạn, 1 triệu 3, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Và Tuấn cảm ơn.
đánh quá hay luôn. Chào các bác.